Jadon Sancho đã chính thức gia nhập Chelsea vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, theo hợp đồng cho mượn đến hết mùa giải, kèm điều khoản mua đứt với giá từ 20 đến 25 triệu bảng vào mùa hè tới. Tuy nhiên, theo cựu cầu thủ Chelsea Pat Nevin, đội bóng thành London lẽ ra nên tập trung củng cố hàng thủ thay vì mang về Sancho, và người mà họ nên chiêu mộ chính là Jarrad Bronwyn, mục tiêu của Manchester United. Nevin cho rằng Sancho, dù từng là ngôi sao triển vọng tại Borussia Dortmund, đã không thể hiện được nhiều tại Manchester United dưới thời huấn luyện viên Erik ten Hag. Dù Sancho đã có màn khởi đầu khá ấn tượng trong hai trận đầu tiên cho Chelsea, Nevin vẫn tin rằng việc chiêu mộ một trung vệ chất lượng như Bronwyn sẽ mang lại lợi ích lâu dài hơn. Bronwyn, trung vệ đầy tiềm năng. Jarrad Bronwyn, 22 tuổi, hiện đang chơi cho Everton và đã thu hút sự chú ý của Manchester United trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. Tuy nhiên, Everton đã từ chối nhiều lời đề nghị từ phía Quỷ Đỏ. Nevin không chỉ đánh giá cao tài năng của Bronwyn mà còn tin rằng anh có thể chơi cho các đội bóng lớn như Barcelona. Nevin chia sẻ, tôi tin rằng Chelsea nên chiêu mộ Jarrad Bronwyn thay vì Sancho hay Pedro Neto. Cậu ấy có tiềm năng để trở thành một trung vệ hàng đầu trong suốt một thập kỷ tới. Tương lai của Bronwyn, mặc dù chưa ra sân cho đội một Everton mùa này, Bronwyn vẫn lạc quan và hy vọng sẽ sớm trở lại đội hình chính sau khi gặp chấn thương. Anh đã tham gia trận đấu của đội U21 Everton vào Chủ nhật vừa qua, và đang chuẩn bị cho màn tái xuất. Bronwyn bày tỏ, tôi cảm thấy tốt và rất mong muốn trở lại sân cỏ. Sau thời gian dài vắng mặt, tôi hy vọng sẽ tạo ra sự khác biệt khi được trao cơ hội. Lựa chọn của Chelsea, Sancho hay Bronwyn? Mặc dù việc chiêu mộ Sancho mang đến nhiều kỳ vọng cho Chelsea, Nevin vẫn tin rằng đội bóng cần phải ưu tiên củng cố hàng thủ, đặc biệt khi nhìn vào tiềm năng của một cầu thủ trẻ như Bronwyn. Ông kết luận, nếu tôi là Chelsea, tôi sẽ chọn Bronwyn, bởi vì trung vệ cần thời gian để phát triển và Bronwyn đã sẵn sàng cho sân khấu lớn. Trong khi đó, Everton cũng đang rất cần Bronwyn trở lại đội hình, đặc biệt khi đội bóng của huấn luyện viên Son Dikhe đang vật lộn ở nhóm cuối bảng xếp hạng với chỉ một điểm sau 4 trận đấu. Sau mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVZO. Cựu cầu thủ Chelsea, Pat Nevin, cho rằng Chelsea nên chiêu mộ trung vệ Jarrad Bronwyn thay vì Jadon Sancho. Nevin tin rằng Bronwyn, 22 tuổi, đang chơi cho Everton, có tiềm năng trở thành trung vệ hàng đầu trong một thập kỷ tới. Chelsea cần củng cố hàng thủ thay vì mang về Sancho, người chưa thể hiện được nhiều tại Manchester United. Bronwyn, dù chưa ra sân cho Everton mùa này, đã gây chú ý của Manchester United và được Nevin đánh giá cao về khả năng thi đấu cho các đội bóng lớn như Barcelona.